Buổi họp báo thông tin về chương trình Đỉnh Cao Âm Nhạc 2024 được tổ chức với sự tham gia của nhiều ca sĩ và người nổi tiếng gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ đại sứ chương trình Đàm Thủy Tiên, ca sĩ Phạm Thu Hà, ca sĩ Hồ Quang Tám, nhà báo Ngô Bá Lục. Các thí sinh sẽ thi tài ở 3 dòng nhạc, dân gian, bolero, nhạc nhẹ. Qua sự giới thiệu của một người bạn và khi tìm hiểu đến cuộc thi này thì em cảm thấy là cuộc thi có sự quy mô toàn quốc và đặc biệt là có đội ngũ của ban giám khảo có với những cái tên rất là uy tín. Em đã phải rèn luyện và trau dồi những kinh nghiệm của những người anh đi trước để có được cái giọng hát để mà tốt nhất để vượt qua cuộc thi này. Em rất là hồi hộp và mong rằng em sẽ đủ khả năng và tự tin để vượt qua cuộc thi này. Trên cương vị là cố vấn của cuộc thi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều lời động viên, khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn tham dự. Về tiêu chí lựa chọn thí sinh, ban giám khảo sẽ đánh giá lựa chọn dựa trên một số tiêu chí như giọng hát, tài năng, phong cách nghệ thuật sáng tạo riêng biệt và sự quyết tâm. Thông qua một bài hát, thông qua một cách hát thôi thì chúng tôi có thể biết rằng là bạn này có thể có tố chất để đi xa hay không. Bởi vì qua cái cách bạn hát, qua cái cách bạn chọn bài, qua cái cách bạn dàn dựng, qua cái cách bạn đứng trên sân khấu, bạn thể hiện đam mê của mình là chúng tôi có thể nhìn ra được những cái tố chất đó. Thì đấy là những cái điều mà chúng tôi đánh giá cao ở thí sinh. Mà nếu như là biết kết hợp giữa những cái âm nhạc mới mẻ nhất bây giờ, hiện đại nhất bây giờ của thế giới, phù hợp với cái âm nhạc của Việt Nam, khi mà các bạn mà có những yếu tố đó, pha trộn được những cái điều đó, thì đấy là những cái điều mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nếu như tất cả các thí sinh, bạn nào, kể cả bên nhạc trẻ và bên nhạc thính phòng, thính thấu, nếu như các bạn hát tốt thì Hoàng Thám vẫn có thể lựa chọn, nhưng nếu bolero không tốt, Hoàng Thám cũng có thể là hủy. Nếu như các bạn hát không tốt, chứ không Hoàng Thám không có ưu tiên và ưu ái bất kỳ một dòng nhạc nào, dù là mình được mời đến đây chấm bolero. Vòng sơ khảo của Đỉnh Cao Âm Nhạc sẽ diễn ra tại ba miền Bắc, Trung, Nam từ ngày 8 đến 15 tháng 6. Mở ra cơ hội cho các thí sinh từ 16 đến 40 tuổi ở dòng nhạc nhẹ, từ 16 đến 60 tuổi đối với dòng nhạc bolero và dân gian. Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 60 thí sinh tham dự bán kết vào ngày 6 tháng 7. Dự kiến vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 8.